Rồi, trước khi qua bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Câu 1, em hãy nêu nguyên nhân diễn biến của khởi nghĩa Lý Bí. A nhỏ nguyên nhân do Ách thống trị tàn bạo của nhà Lương. B diễn biến mùa xuân 542. Lý Bí bất ngờ khởi nghĩa trong vòng 3 tháng nghĩa quân làm chủ các quận huyện. Tiêu Tư bỏ thành chạy về nước. Tháng 4 năm 542 đến năm 543, nhà Lương hai lần đưa quân sang đàn áp nhưng đều thất bại. Câu 2, Lý Bí đặt tên nước là Dạng Xưng có ý nghĩa gì? Việc đặt tên nước là Dạng Xưng thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, đất nước như hàng vạn mùa xuân. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái tiết 26, bài 22, Khởi nghĩa Lý Bí nước Dạng Xưng 542 đến 602 bài tiếp theo. Nội dung bài học. Bài này có 3 phần. 3. Chống quân Lương xâm lược. 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? 5. Nước Dạng Xưng độc lập đã kết thúc như thế nào? Các em sang phần 3 nhỏ, chống quân Lương xâm lược. Nhà Lương đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ 3 vào thời gian nào? Tháng 5 năm 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân theo hai đường Thủy và Bộ tiến vào nước ta. Cuộc chiến chống quân Lương diễn ra như thế nào? Các em quan sát cái lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược và xem cái bản chú giải ở trong cái lược đồ. Tháng 5 năm 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường Thủy và Bộ tiến xuống Dạng Xưng. Lý Nam Đế đem quân ra lục đầu trận đánh quân Lương. Lý Nam Đế chống cự không nổi, cho quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. Quân Lương đuổi theo, chiếm thành Tô Lịch, thành vỡ, Phạm Tu tử trận. Lý Nam Đế phải lui quân ngược sông Hồng về giữ thành Gia Ninh. Đầu năm 546, quân Lương chiếm được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế phải chạy đến miền núi Phú Thọ và sau đó đóng ở hồ Điển Triệt. Quân Lương tấn công vào hồ Điển Triệt. Vì sao Lý Nam Đế chọn cái hồ Điển Triệt làm nơi đóng quân? Đây là cái hồ Điển Triệt và địa hình lân cận. Cái Ô Dương là căn cứ thị địa của Lý Bí. Hồ Điển Triệt nay thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ở bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc khoảng 15 km. Xưa có con ngồi nối sông với hồ, phía tây là những đồi thấp hơn và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một con đường duy nhất để đi vào phía bắc của hồ. Vào một đêm trời mưa to gió lớn, Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn tấn công vào hồ Điển Triệt. Quân ta tan vỡ, Lý Nam Đế cho rút vào động Cất Lão. Anh trai của Lý Thiên Bảo cùng với Lý Phật Tử đem một cánh quân lui về Thanh Hóa. Sau khi Lý Nam Đế cho quân đóng ở hồ Điển Triệt, quân Lương có âm mưu và hành động gì? Lý Nam Đế đã làm gì khi bị quân Lương truy đuổi? Lý Nam Đế lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch, đến Gia Ninh, đến hồ Điển Triệt. Đầu năm 546 bị quân Lương đánh úp, ông lui về động Cất Lão. Năm 548 Lý Nam Đế mất. Em quan sát cái tranh là 548 Lý Nam Đế mất. Học sinh thảo luận nhóm 3 phút. Nhóm 1, nhóm 2, vì sao Lý Nam Đế kháng chiến chống quân Lương thất bại? Nhóm 3, nhóm 4, theo em sự thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Dạng Xưng không? Vì sao? Nhóm 1, nhóm 2 trả lời đáp án. Nước Dạng Xưng vừa mới được thành lập, lực lượng còn yếu, quân Lương dồn sức đánh bất ngờ. Nhóm 3, nhóm 4,
Đáp án không, vì trước khi mất Lý Nam Đế đã trao quyền cho Triệu Quang Phục, nhân dân ta tiếp tục kháng chiến chống quân Lương. Các em sang phần 4, Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? Sau khi được trao quyền chỉ huy, Triệu Quang Phục đã làm gì? Đây là cái em quan sát cái tranh, đây là Triệu Quang Phục dựng căn cứ Già Trạch. Tại sao Triệu Quang Phục lại chọn Già Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng? Già Trạch là một vùng đầm lầy ven sông Hồng, rộng mênh mông, lao sậy âm tùm, ở giữa là một bãi đất phù sa rộng có thể làm ăn sinh sống được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn, chỉ có dùng thuyền độc mộc nhẹ lướt trên cỏ nước theo mấy con rạch nhỏ mới tới được. Triệu Quang Phục đóng quân ở bãi đất nổi ấy. Các em quan sát đây là cái đầm Già Trạch. Cách đánh tiêu biểu của Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến chống quân Lương là gì? Đánh du kích lợi hại, ban ngày ẩn nấp, ban đêm đánh úp trại giặc, cướp vũ khí lương thực, gây cho địch nhiều thiệt hại. Với chiến thuật đánh du kích lợi hại, quân Lương đã làm gì? Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây Già Trạch và cố sức tấn công nghĩa quân anh dũng chống trả, tình thế giằng co kéo dài. Các em quan sát cái lược đồ của kháng chiến chống quân Lương xâm lược 545 đến 550. Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên bỏ về nước, giao binh quyền lại cho tỳ tướng Dương Sàn. Chớp thời cơ đó, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công, đánh tan quân xâm lược, chiếm thành Long Biên. Quân Lương tháo chạy về nước, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Triệu Quang Phục chọn Già Trạch làm căn cứ kháng chiến. Triệu Quang Phục cho lui quân về Già Trạch. Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền ra đánh úp trại giặc, cướp vũ khí lương thực. Năm 550, Triệu Quang Phục phản công, đánh tan quân Lương. Kết quả, ta giành thắng lợi hoàn toàn. Nguyên nhân thắng lợi, theo em, cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo giành thắng lợi do những nguyên nhân nào? Cuộc kháng chiến được sự ủng hộ tinh thần chiến đấu kiên cường bền bỉ của nhân dân ta. Triệu Quang Phục là tướng trẻ có nhiều tài năng, biết tận dụng ưu thế của đầm Già Trạch để tiến hành chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng chớp thời cơ phản công. Kem sang phần 5, nước Dạng Xưng độc lập đã kết thúc như thế nào? Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục đã làm gì? Triệu Quang Phục lên ngôi vua Triệu Diệt Dương, tổ chức lại chính quyền. Triệu Quang Phục làm vua 20 năm, sau đó xảy ra biến cố gì? 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi của Triệu Quang Phục, sự cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế. Vì sao nhà Tỳ lại bắt Lý Phật Tử sang chầu? Vì nhà Tỳ muốn nhân đó có thể bắt Lý Phật Tử rồi lập lại chế độ cai trị ở nước ta như trước. Vì sao Lý Phật Tử không sang chầu nhà Tỳ? Lý Phật Tử không chịu khắc phục, cũng như triều đại nhà Lương, nhà Tỳ đã mưu thôn tính và đồng hóa dân tộc ta nên đã thối thác không đi và tích cực chuẩn bị lực lượng đề phòng. Trước thái độ cương quyết của Lý Phật Tử, nhà Tỳ đã có hành động gì? 603, 10 vạn quân Tỳ tấn công Dạng Xưng. Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc, nước Dạng Xưng kết thúc. 603, 10 vạn quân Tỳ tấn công Dạng Xưng. Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc. Đầm Già Trạch ngày nay. Đền thờ của Triệu Việt Dương. Bài tập củng cố, hãy chọn ý trả lời mà em cho là đúng nhất dưới đây. Vì sao Triệu Quang Phục là người được Lý Nam Đế trao quyền tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược? A. Ông là người có tài, có uy tín, được Lý Nam Đế tin cậy. B. Ông là con trai của Triệu Túc. C. Ông là người mưu mô xảo quyệt. D. Ông là người có công trong cuộc kháng chiến chống quân Lương. Câu đúng là câu A. Những nguyên nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo? A. Được nhân dân ủng hộ. B. Tận dụng ưu thế của đầm Già Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và phát triển lực lượng. C. Do ta luôn bị động trong chiến đấu, quân ta chán nản, mất khí thế nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Triệu Quang Phục. Câu đúng là câu C.
Hướng dẫn tự học ở nhà, học thuộc bài 22, chuẩn bị bài 23, trả lời câu hỏi việc nhân dân ta lập đền thờ Mai Thúc Loan và đền thờ Phùng Hưng có ý nghĩa gì?